Quay con đài đây nha anh em. Con này là cũng của Đức luôn nha. Này sai lớn này nè, chờ chút nha. Có hai con bự luôn giống nhau này thôi, con trên con dưới. Con đây là RS, RS tên nha. Một cái lưng khó quá nè em ơi. Lưng ở đây nè. Đứng ở dưới mình không kéo ra đâu. Ở đây cũng còn máy cặp Đức luôn nè. Thùng ra thùng gỗ này nè. À thùng nhiều rồi chắc. Con này CD nha, Nhật xuất Đức nha, điện 22. Con này là 1.3 triệu. Cặp này là 1.2 triệu luôn nha. Cái clip này cho anh em coi này, hả, nó làm chép kèn luôn này, hả. Đó, chép kèn luôn này. Để chút mình gắn lại xong. Con này là Braun nha, Braun này 350. Con này mình còn hàng. Con này là cái gió nó bằng sắt nha nè, bằng sắt nha. Này bằng sắt. Con dưới cũng là Braun luôn nè. Braun nhưng mà cái mã nó ở sau, anh em cần mình chặt cho. Rồi. Chỗ đây có cặp lo nữa nè, lo cố này. Con này bass hình như ở đấm bass 25. Bass chắc 20 anh em, 20 hơn á. Cái mặt nó cổ điển lắm nha. Mấy cặp này là nhỏ nha, nè. Chút xíu xíu nè anh em. Lưới nó cũng cô luôn nha. Cái này của Đức luôn nha. Đức nồi luôn. Mấy cặp này thì rẻ. Anh em lấy tính hai cặp này hả? Đúng giá luôn nha. Hai cặp này là 2 triệu luôn anh em. Đó. Cặp dưới to hơn chút xíu. Cặp này là của LX. Chưa. Là có cặp nhiều rồi nữa đây. Cũng của Đức luôn nha. Nó mất cái tem rồi. Con này Rebel Mỹ này. Con này là 1.5 triệu này. Mà có một cặp Telefunken lưới gỗ. Cái này hơn 4 triệu một chút xíu nha, là bán nha cặp này. Cặp này là của Mỹ nha, cặp này là hiệu Lloyd. Nó là made in USA luôn nha. Không có tháo được ở càng luôn, ở sau không có ốc luôn. Nó có tem đầy đủ hết nha. Mấy chục giây, con này là đầu câm của Đức. Có chữ ở dưới này. Tay Đức nha. Năm cái mạc nó màu cà phê sữa này. Có một cục đây là cục chuyến lo này, Dinaco. Chuyến lo 5 trong 1 anh em. Này là bên cối có nhạc nha, có nhạc này. Bằng Mỹ luôn nha. Là thu rồi, mấy cuốn này là 300 ngàn một cuốn này, bằng một nước này. Nhạc Việt Nam nha anh em. Ké luôn con này luôn. Con này là Akai này, 280 nha. Con này là Hartmann 430. Được chưa anh em, bộ này cũng đẹp á. Còn cái này là bằng cassette này nha, cassette xưa này. Cassette xưa nha anh em. Cái này là đồ ở đây nha. Cái này gọi là hàng bờ anh em. Đó, cũng mong già không đưa này. Tầm lâm lỗi nha anh em. Nhạc thì cũng chả biết trong này có hay không, cũng chả biết rồi đây. Nên cũng biết phải thử thôi. Đó. Này hôm nay chắc cũng phải hơn 100 cuốn nha. Rồi, cái này là đĩa than nha. Đĩa than rất là nhiều nha nè. Đĩa này là của bên châu Âu về nha. Ok chưa? Bên châu Âu chứ không phải là bên Mỹ nha nè. Nhiều này chắc cũng phải khúc là 100 cái bình thường nè. 200, 300, 4. Trong này là 400 cái là ít nha nè. Chưa tính là ở trong sau lưng kia có nè. Cái chồng đó nó không tới đây luôn nè. Làm ngàn cái nè, tầm đó. 8 tới 1.